Tâm đem đến cho anh chị một mẫu xe 2 lốp nhập Thái nha anh chị, đời 2019 nha, 2.4 một cầu số tự động, biển công ty xuất hóa đơn anh chị, biển liên danh. Rồi cùng theo chân em Tâm để khám phá em này nha anh chị. Xe mang cho mình là nước sơn màu bạc nha anh chị, chó đèn còn rất là bóng luôn nè, những cái mối nối còn rất là liền lạc luôn. 51.000 cây, full lịch sử hãng luôn nha anh chị nha, nên anh chị cứ yên tâm. Xe mang cho mình là cái nội thất màu đen nha anh chị nha. Đó, có dán phin lót sàn, viền che mưa nè, bước chân, camera hành trình hiển thị tốc độ từ xa. Một chiếc xe khá đẹp luôn anh chị, chiếc xe khá là mới nha. Trần xe còn rất mới nè anh chị. Xe có trang bị nắp thùng thấp nè, có lót thùng nè. Gầm xe rất đẹp luôn chị, gầm xe rất là đẹp. Dạ rồi, 595 triệu nha cho em 2 lốp này, 2019, công ty xuất hóa đơn. Anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với em Tâm nha. Cảm ơn anh chị.